chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một trò chơi nhỏ nhỏ cho team của mình nha. Đó chính là chế tạo bình lặn dưới nước các bạn. Nói chung là một cái thử thách chế tạo một cái đồ lặn có thể lặn được lâu ở dưới nước. Nói chung là ai lặn lâu nhất là người đã thắng cuộc nha. Hiện tại là team mình là có ba thằng cu, với lại mình là bốn người sẽ chơi luôn nha. Đây tụi nó đang làm nè. Cô ăn thì nó đây là đầu tiên nó sử dụng máy khoan luôn các bạn ơi. Nó khoan không được. Được. Được không? Được. Thấy nhẹ nhẹ không, nó xuống gạch là nó em khoan miêu lỗ với cục gạch của anh luôn á. Dạ. Nhẹ nhẹ thôi con, kiếm gì kê vô. Khoan nhẹ nhẹ thôi, tình cảm thôi, có đâu phải sợ, đạp nó cứng lại đừng cho nó quay. Rồi. Đây đó hả? Đây đúng không? Ừ. Ăn nó làm gì thì không hiểu luôn các bạn ơi. Đó. Mình nghĩ là cô quan nó kiếm hai cái vòi xe Honda và nó cắm vô cái lỗ đó để nó làm một cái đầu ra và một đầu vô các bạn. Được. Đồ ghê luôn, hay hay hay. Ngon. Ghê luôn. Ghê em. Vậy đúng không ta? Cũng được, không sao. Không được, không được. Phải nằm trong à? Nằm trong. Không có nằm trong ngoài cũng được, mình xịt xong mình giờ mình bỏ con đó luôn, bỏ nó luôn, bỏ nó luôn, bỏ nó luôn, giết con kia luôn, xuyên ốc luôn. Em hiểu, em hiểu. Xuyên ốc luôn, đúng rồi. Sau đó mình test silicon phía trong, phía ngoài luôn. Rồi. Là ok liền. Đây, đồ chơi của em. Còn đồ chơi con tí là cái gì vậy? Dạ. Nó chơi bong bóng rồi bạn ơi. Bong bóng lại có gai luôn rồi. Mắc gì ơi. Vãi. Nó chơi bong bóng. Đúng rồi, nó lại vậy luôn á. Đúng vô mặt nạ này hở hả? Đồ. Ôi vãi, chỉ con tí thôi cái lầy như vậy các bạn. Hai. Còn Bảo thì nó đang đi mua đồ. Em về rồi đây. Em về hả? Cháy gì hả? Nó chơi bình tứ cây đó bạn. Bôi cho bình tứ cây hở hả? Và đây bốn tụi mình đã làm xong cái hệ thống lặn các bạn, những bình hơi nha. Thằng Bảo thì nó chơi bình tưới cây các bạn. Bình tưới cây bôi không khí vô như vậy mà hở ra đầu này nha. Còn của anh Tý là một cái mặt nạ. Cái bình mặt nạ dành cho nó mua ở tiệm Phúng Cưng các bạn. Ở đây nó có một bong bóng mà để màu hở. Xanh này để hở. Bóng này để hở, còn cái bong bóng gai này nó dành lấy không khí. Còn bóng gà nó dành nó tâm khí. Dành nó lại luôn. Còn của thằng An là nguyên của mình. Mấy lít ăn mấy lít? 20 lít. 20 lít các bạn. Bình 20 lít nha. Nó cái là đơn giản luôn. Ở đây có hai cái van xe, cái van của mấy bánh xe Honda các bạn, một đầu để dành bơm hơi vô, còn đầu này dành hơi ga. Nó ngậm vô đây và nó hở nè, bình rất là bự luôn. Còn mình là đơn giản như vậy thôi nha. Một cái bình Coca-Cola với những thứ cắt là rắc rối ở bên trong là mình không giới thiệu được nha. Cuối video mình sẽ cho bạn xem. 1 2 3. Nó lặn kiểu lạ gì vậy? Ăn cứ khoảng 30 giây cập nhật tình hình chết nè. Ủa? Vậy hả? Không được 10 giây nữa. Chị Bảo. Em bóp cái gà gì? Do nó bóp mạnh quá các bạn, nó bóp như vậy nè. Quẹt hơi ra quá nhiều cái lên lỗ mũi nó ngợp nó các bạn. Nên là mình cho lại một lần nữa nha, có kinh nghiệm bóp nhẹ thôi nha em. Tính ra anh xì hết thôi em. Vậy bóp lại mấy cái, khô vậy. Ok chưa? Chuẩn bị hàng bấm giờ, nãy nó quên bấm luôn các bạn ơi. Làm ăn gì chết rồi. Chuẩn bị chưa? 1 2 3 bấm giờ. 30 giây nữa. Gì vậy? Gì vậy? Em ngậm không nước. Thôi ngày cho nó tập luyện miếng đi. Có 8 giây vậy. 8 giây hả? 8 giây các bạn ơi. Cái bình này là nó bóp mạnh quá các bạn. Dạng như là nhiều hơi quá nó bị ngợp. Ngợp hơi. Đi ra ngoài chi liệt các em. Rồi tiếp theo mình sẽ bơm hơi cho cái bình 20 lít của ăn các bạn. Đây là động cơ bằng xài bằng chân các bạn ơi. Rồi chưa anh. Chị bơm gì xài cũng biết hả? Bơm thử cái nổ bình không? Rồi, rồi. Được chưa, được chưa, được chưa. Rồi rồi, rồi ok. Đây hảo ra. Rồi ok chú vô. Dạng như là cái bình này của nó là nhiều hơi quá, nó không có chìm nữa bạn. Vậy là hết lại, mốt đâu đi lặn biển nữa em. Dạ. Không, em thấy cái ốc dài hơn quá. Đúng rồi, cái ốc dài hơn quá, đem theo đúng không? Ok nha. Chuẩn bị nha. Rồi. 1 2 3 Action. Bấm giờ chưa ăn, chưa tới. Rồi ok. Nó nổi gì lần bền, kì á. Ốc
con trai cho nó cặp con đúng không? Cái bình kia hết rồi, hết gì nữa. Đó, đó đúng rồi, qua đây vậy nè. Đồ, chuyển cái bình gì lại với hả? À, cái này là nó có thể nghĩ ra đi nữa rồi. Mấy giây tới? 33 giây. Nó 30 giây chưa? 33 giây luôn. Bấm đi, bấm hơi chậm biết phải không? Ừ. 30 giây. 30 giây các bạn, khoảng 30 giây. Rồi tắt tí nè các bạn ơi, qua đây coi tí nè. Nó đem bong bóng tím rồi bong bóng gai tùm lum đó các bạn. Bãi không nội, ghê quá hả? Gì vậy? Để dành hả? Mình giữ chữ. Đã đồ. Bỏ ra để dành hả? Rồi chung xuống đó, quan trọng là em có sử dụng được hay không á. Trời. Rồi tiếp theo là bong bóng có gai các bạn ơi. Khó miệng luôn hả? Ok. Cười hôm nay được coi cái show đúng là rất là bổ luôn các bạn. Bỏ thôi, bỏ bốn cái thôi. Rồi lấy cái này liền. À, dự trữ vô rồi. Rồi ok vô, đeo vô. Ok chưa, chuẩn bị bấm giờ nè. Ok. Ok. 1 2 3 diễn. Không biết được 10 giây không nữa là màu. Nó làm gớt mày quậy ở dưới đâu rồi. Gớt mày quậy dưới cái gì bóng bóng gì vậy? À ý nó nói là nó xài hết bóng bóng này nó mới lên đó bạn. Nghe nước vô à, lên vô. Bong bóng này của nó bị lủng rồi. Nước vô mặt nạ rồi. Mấy giây em 2 giây rồi. Nước vô mặt nạ. Rồi kết quả là tí được 22 giây. Thằng ăn được 30 giây. Bảo được 8 giây hả? Cái mặt nạ này của nó bị vô nước. Các bạn uống nước trong đây nè. Rồi ok bây giờ tới mình đem bình Coca Cola này vô nha. 1 2 3. Ông sắp tròi à. Được mấy giây hả? 43. 43 giây các bạn ơi. Uống nước mà trời luôn. Xài không có quen vậy. Uống nước vô lỗ mũi. Rồi thôi rau 2 đi. Ok rau 2 luôn. Rồi ok bây giờ mình sẽ chơi màn 2 nha. Mỗi người được thử lại một lần nữa và lấy thành tích cao nhất nha. À thằng Tí nó đang hỏi cái bong bóng màu tím của nó. Hỏi nhiều quá tao nổ quá Tí ơi. 1 2 3 action. Gì hả? Lên hơi dữ rồi. À nó hở ra dưới đó hơi các bạn. Đây các bạn coi hơi quá trời luôn nè. Nó bị gì nó cục kĩa liên tục luôn kìa. Đuối rồi, đuối đuối rồi. Sắp nổi rồi. Dây dò luôn kìa. Cố lên, ngay. Bây giờ. Thôi à, 45 giây các bạn. Thôi thôi. Đúng là cái đầu hỏi oxy các bạn. Oxy dữ luôn. Ok, gã luôn, 45 giây, cắt hay. Sẽ tới ai? Tảo em. Dạ, Tấu Hài nữa hả? Ờ, vô Tấu Hài tiếng em. Rồi, chuẩn bị màn 2 của ông Bảo các bạn. Chuẩn bị chưa? 1
2 Action. Mày lặn lạ gì á? Nằm dưới nước thôi lặn. Nó bị nổi. Thằng Bảo nó không biết bơi mà nên nó nổi. Gì Bảo? Ba. Mấy giây? 15 giây. 15 giây các bạn ơi, 15 giây. Ước mấy mấy quỳ phim luôn. Rồi bây giờ sẽ là màn 2 của ông Cụ Quang nha, lần cuối cùng nha. Rồi. Ok, chuẩn bị. 1 2 3 Action. Tiếp tục là cái bong bóng hí của Quang. Mấy giây? 35 giây hả? Hồi nãy em được nhiêu? 45. 45 giây. Vậy là vẫn chưa ai phá được kỷ lục của Tý nha. Hồi nãy được nhiêu hả? 45. 45 luôn hả? Còn Tý nhiêu? 45. Anh với đang bằng nhau hả? Rồi, có bằng chung kết rồi. Ok, rồi bây giờ là lần cuối cùng là mình nha. Nếu mình được 46 giây là mình là người chiến thắng nha. Ok, bây giờ là lần cuối cùng của mình nha. Nếu như mình được 46 giây là mình là người chiến thắng nha. 1, 2, 3. Còn có thể chơi nữa mà biết thắng rồi không chơi nữa. mấy giây? 1 phút 58 giây, 2 phút các bạn. Nói chung là mình đã chiến thắng với 1 phút 58 giây. Mình coi lặn lâu hơn nữa luôn các bạn. Tí là thành tích cao nhất là 45 giây. Thằng ăn là được 35 giây đúng không? Được. Còn Bảo được 15 giây hả? Anh lần đầu tiên được 8 giây nữa, ngay được 15 giây. Nói chung là đây là một cái thử thách khá là bự bẩn luôn các bạn ơi. Tí là nó chơi bong bóng gai, thằng ăn chơi bình 20 lít, còn Bảo là chơi bình túi cây nha. Nhưng mà mỗi lần nó bóp cái là hơi ra quá nhiều các bạn, nó bị ngợp nước. Còn đây là cái bình của mình nha, mình sẽ kháo cho các bạn xem. Rồi lên chế tạo sao vậy? Lên chế tạo sao, nãy giấu trong phòng thấy gì để giấu trong phòng nè. Đây ở bên trong là mình sẽ có một cái bình lặn biển các bạn. Ép xin được luôn anh. Nói chung là clip này là mình thử nghiệm cái bình lặn biển thôi. Để mốt mình làm clip đi biển, mình sẽ thử lặn dưới biển để bắt mấy con ốc bự các bạn. Tại bữa đi đảo Hải Tặc á, thấy cái anh chủ tàu anh lặn bắt con ốc rất là bự luôn. Nên mình quyết định đầu tư 4 triệu để mua một cái bình lặn này nè. Để về bữa làm clip đi biển và review thử luôn nha. Chị bạn cứ nghe tới đây. Nói chung là bây giờ hôm nay là chị vui thôi, sẵn test cái bình lặn biển. Bạn thích video này nhắc like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh ủng hộ làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Anh chưa nói là anh ăn gian đó nha. Ăn gian gì, mày chế tạo thôi chứ như Bảo là nó dùng cái bình tưới cây cũng được à. Đó, chế tạo. Vậy chứ nói em chế tạo không? Đó, đây là chế tạo chứ bộ. Đây là giỡn thôi, tao phải lấy mình chai Coca-Cola bọc lại nè. Món kèo nữa. Ở trên đây mình còn ngụy trang một cái dồi tưới cây nữa bạn. Thấy không? Đây là chế tạo. Nè, chế tạo mà.